vừa về thêm một mẫu xe tải N250SL đời 2022 và 2 phút review cùng trọng xe đẹp. Trước mắt anh em là mẫu xe Hyundai N250SL, một mẫu xe phiên bản thùng dài, trang bị đầy đủ điều hòa và lốp sàn rồi. Hiện tại thì xe đã được rút hồ sơ đăng kiểm, còn tới tháng 2 năm 2025, đăng kiểm còn rất là dài. Tất cả mọi chi tiết của xe hiện tại vẫn đang là nguyên bản nhé. Đây, về cơ bản về phần đăng kiểm đây. Đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2025, đăng kiểm còn rất là dài luôn. Đó, với kích thước thùng dài lọt lòng là 4,5m nhé. Đây là một cái mẫu xe, dòng xe Hyundai phiên bản thùng dài hơn. Chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút thông tin về phần nội thất cũng như là thùng bệ gầm sàn của mẫu xe này nhé. Và nhìn ở một cái góc ngang ở đây, chúng ta sẽ vào từng cái chi tiết một. Đây, trước tiên ở cái vị trí ngang này, đấy, toàn bộ sơn nhé. Đây, hiện tại vẫn là sơn zin này. Toàn bộ phần sơn là sơn zin này. Đấy, đi vào phần nội thất thì chúng ta có gì? Em sẽ zoom một góc rộng hơn để tiện theo dõi. Đi tới phần nội thất thì chúng ta thấy rằng đây, phần tắp bi cửa đây, toàn bộ tắp bi cửa thì đều nguyên bản hết với hệ thống lên xuống cái kính điện này. Đó, tắp bi còn đều đẹp nhé. Nói chung đời 2022 thì cũng không phải nói quá nhiều điều về xe đâu. Xe đảm bảo cho anh em luôn là tất cả mọi chi tiết đều nguyên bản. Với nội thất là ghế bọc da tông màu đen, hiện tại thì chiếc xe này chưa có bọc trần, trần vẫn là trần nguyên bản nhé. Đây, và tất cả chi tiết trần thì nó nguyên bản, không bị mục, bụi mối gì cả. Đấy, không bị bẩn, không bị ố bẩn nhé. Đấy, không bị ố bẩn, nấm mốc gì cả nhé. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần trung tâm điều khiển. Thì chúng ta có cái gì? Với cái vô lăng 2 chấu. Hiện tại chiếc xe đã được trang bị đầy đủ điều hòa và có một cái màn hình ở đây rồi. Có thêm một cái màn hình. Với hộp số đây thì là 6 số tiến và 1 số lùi. Đấy. Ok, và em sẽ nổ máy lên, chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua. Đây, hiện tại thì audio của mẫu xe này hiển thị ở đây là 4,9 anh em nhá, coi như là 5,000 đi, coi như là 5,000 đi nha. Đó, ok, tiếp tới này, về một chút âm thanh nhá. Đấy, phải nói là cái âm thanh của cái dòng cái đầu của cái chiếc Hyundai này phải nói là quá tốt. Không có một chút tạp âm nào luôn. Và thêm nữa thì chiếc xe này thì kết hợp Bluetooth thì nó đã có tích hợp thêm, đó là với cái phần nghe gọi nhé, có tích hợp thêm cái nghe gọi trực tuyến ở trên online trên này luôn. Đấy, nghe bằng Bluetooth luôn. Đấy, đấy, rất là cơ bản thôi. Tất cả những cái phím chức năng mọi thứ đều là ok hết. Phần tắp lô đây, hộp để đồ này. Đây là một cái mẫu xe chia sẻ anh luôn là nguyên bản. Và chiếc xe này thì cũng đã có tích hợp thêm đó là cam lùi rồi. Đã có tích hợp cam lùi rồi nhá. Ok, cam lùi này, màn hình này, điều hòa đầy đủ, tất cả cái thông số rất là cơ bản dành cho mẫu xe Hyundai N250SL đời 2022. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ gầm sàn của mẫu xe này. Ok, tiếp tới thì sẽ đến với cả phần thùng của mẫu xe này. Với kích thước chiều dài lọt lòng là 4,5m, lọt lòng thùng là 4,5m nhá. Chiếc xe này thì hiện tại có cái phần sàn thì nó là sàn phẳng. Dòng xe Hyundai thì họ chuộng cái sàn phẳng hơn là dòng xe Kia. Dòng xe Kia thì em thấy là thường xuyên họ sử dụng những cái sàn sóng hơn. Hệ thống sassi thì dày dặn nhá. Đấy, với hệ thống là sassi đôi, cũng không phải là đôi đâu, cái sassi thì nó gần giống đôi. Đấy, và nhíp 2 tầng. Ok, và đây là toàn bộ phần gầm sàn của nó đây, gầm bên trong đây, gầm bên dưới đây. Đây là toàn bộ phần gầm đây. Đó, sử dụng dàn lốp nó còn khoảng tầm 70% anh em nhé, 70%. Đấy, lốp còn phải tầm 80% ấy, dâu lốp vẫn còn mà, vẫn còn dâu lốp. Với dàn lốp là 650-16. Bánh trước thì vẫn to hơn bánh sau nhé. Ok, và đó là chia sẻ những thông tin về phần thùng bệ cũng như phần gầm của cái mẫu xe tải N250SL. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ luôn tới cái phần sàn bên trong của mẫu xe này.
Hiện tại thì cái cách mở thùng của cái mẫu xe này nó khá là hay. Đó là họ sẽ mở những cái khuy ở đây ra, những chốt ở đây ra và lật cánh lên nhá, lật cánh lên trên. Và cái này cũng vậy, chia lửa ra lật xuống dưới chứ không phải là cánh mở tung hai bên như là những cái mẫu em hay chia sẻ. Có bạt mới này. Và đây, vào tới phần sàn bên trong thì chúng ta sẽ có cái gì? Với sàn đã được lót sàn tôn rồi. Hai lớp sàn nhá, bên dưới là một lớp sàn phẳng và bên trên là đã được lót thêm sàn tôn. Bạt thì rất là vuông vắn và đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lên xuống sang tới cái vế bên này thì đây. Hiện tại thì những quả lốp sơ cua vẫn còn đầy đủ nhá, đầy đủ hai quả lốp sơ cua. Phần chắn bùn thì cũng đã được xử lý bằng những phần inox rồi. Gầm sàn thì không mọt gì cả. Đó. Đây. Vế bên này cũng vậy nhá. Ok. Và được rồi. Đó là chia sẻ rất là cơ bản về cái mẫu xe tải Hyundai N250SL đời 2022. Bây giờ thì em sẽ lật máy lên, chúng ta sẽ cùng ngó qua về bộ máy của mẫu xe này. Đến với toàn bộ phần cốp lốp thì không mục mọt một chút nào nhé. Không mục chút nào cả. Không mục mọt một chút nào cả. Vẫn nguyên form và màu vẫn nguyên màu của cabin luôn. Toàn bộ phần chống nóng không ổn đây. Đấy. Cũng như là phần cốp lốp thì hai bên đều đẹp luôn. Nó chỉ có hơn một chút bẩn bụi do thời gian sử dụng thôi. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến phần máy. Nói chung là những cái mẫu xe này thì cam kết cho anh em luôn được cái vấn đề đó là máy móc nguyên bản. Xe không lỗ đâm va anh em nhé. Và máy móc zin. Đây tổng phần máy đây. Rất là sáng. Nó không bị chảy dầu, không bị xỉn màu gì cả. Trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Ok nhá. Và với những cái phần lá nhíp thì hiện tại vẫn đang là số lá nhíp nguyên bản. Và những cái vách nhựa cũng nguyên này. Đó, đối với cái mẫu xe này thì nó khác dòng Kia một chút. Hiện tại số lá nhíp ở đây em đếm được là 1 này, 2 này, 3 này. Và hiện tại đang có 4 lá nhíp nhá. 4 lá nhíp. Đấy. Thực ra dòng Hyundai này thì cái số lá nhíp em không có nắm chắc xem có đúng không. Nhưng mà theo em thấy thì đây là những cái lá nhíp nguyên bản, là những cái ác nhựa còn nguyên này. Đấy, ác nhựa còn nguyên này. Đó. Thường của dòng Kia thì nó sẽ là 7 lá nhíp. Ok. Và vừa rồi đó là một video review rất là chi tiết về mẫu xe tải Hyundai N250SL, một mẫu xe tải thùng dài vào lòng 4,5m, tải 2,4, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, màn hình, cam lùi, đăng kiểm tới tháng 2 năm 2025 và mức giá đang dành cho cái mẫu xe tải Hyundai N250SL đời 2022 này với mức giá là 445 triệu đồng. Anh em quan tâm thì kết nối với em, hồ sơ đã xuất rồi. Và bạn nào quan tâm thì hãy kết nối em qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình nhé. Và em là Chú Đẹp. Cảm ơn. Hẹn gặp lại anh em ở video chia sẻ và review dòng xe Kia, Bolin và Hyundai lần sau. Xin chào.